Rồi. Lâu lắm rồi không có sử dụng, thành ra nó cứ bị lòng cộng. Rồi đại chúng mình âm thanh nghe được mà phải không? Ok, rồi. Tốt quá. Rồi. Nhìn mời cả chúng ta nghe một tiếng, nghe ba tiếng chuông rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi. Cảm ơn đại chúng rất là nhiều, kiên nhẫn với thầy. Thưa cũng đã lâu rồi, thành ra máy móc nó không có được tươm tất. Nay thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục những lớp còn lại. Công trình ở chùa nó cũng gần 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 tương đối, thành ra để chúng ta sẽ có thời giờ hơn để chúng ta thiết lập ra những cái lớp học. Tại vì học là một cái cơ hội để cho mình ôn tồn và tiếp tục làm cho hạt giống Phật pháp của mình càng ngày càng được tưới tẩm. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 10 12 phải không? Bên Việt Nam ngày mấy? Bên Việt Nam ngày 13. Ừ. Phải không? 13. Ừ. Yeah. Ừ. Tháng 5.
năm 2023 và chúng ta học tiếp lớp thiền học khai quát. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sang thế hệ thứ 10, 14. Thế hệ thứ 14 gồm có 3 người, 4 người, nhưng mà có 3 người khuyết lục. Có nghĩa rằng là có thiền sư Tịnh Như, Tịnh Nhãn và thiền sư Quảng Phước ở chùa Nguyên Hòa. Nhưng mà ba vị này thì chúng ta không có một chút lịch sử gì hết. Chỉ nhắc cái tên thôi. Và chúng ta chỉ còn là một vị duy nhất ở thế hệ thứ 13, 14 này, đó là thiền sư Khánh Hỷ. Ông sinh năm 1067, mất năm 1114. Trong cái lịch sử, trong cái tiểu sử mà thầy đã gửi cho đại chúng đó, thì đại chúng có không biết các vị có đọc hay không? Quý vị nên đọc. Đọc chậm chậm thì ở đây thầy xin đọc cho đại chúng nghe. Ông ở làng Từ Liêm, Vĩnh Khương, người Cổ Dao, Long Biên, họ Nguyễn, dòng dõi Tịnh Hạnh. Thuở nhỏ ăn đồ tanh hôi, không ăn đồ tanh hôi, lớn theo thọ giáo với thiền sư Bản Tịch chùa Trúc Thánh. Thiền sư Bản Tịch là quý vị biết mà phải không? Mình đã học vừa 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 học đó. Tức là vị thiền sư cuối cùng của thế hệ thứ 13. Và thiền sư Bản Tịch là một vị chịu ảnh hưởng rất nhiều về tư tưởng của ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền, tức thiền sư Lâm Tế. Một hôm sư Theo Tịch đến nhà thí chủ, trên đường đi sư hỏi: cái gì là ý chính thiền tông của các tổ? Gặp lúc nghe nhà dân đang đánh trống lên đồng, Tịch trả lời: ấy chẳng phải là thứ đồng bóng đang triệu thỉnh quỷ thần đó sao? Thiền sư thưa: hòa thượng chớ có giỡn mãi. Tịch nói: ta chưa từng giỡn bao giờ. Sư không hiểu bèn từ giã Tịch ra đi, đến biện tài ở chùa Vạn Tuế. Biện tài hỏi: ngươi từ đâu đến đây? Sư thưa: từ Tịch Công đến. Tài hỏi: thầy đó là một bậc thiện trí thức, một phương. Thế ông đã từng nói câu gì? Sư thưa: con thờ thầy ấy đã lâu năm, nhưng chỉ hỏi một câu mà thầy không trả lời nên con bỏ đi. Ông này chịu chơi à. Tài hỏi: ông hỏi cái gì? Sư kể lại chuyện 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 trước. Tài bảo: ôi, Tịch Công đã vì ông nói rõ đạo lý, ông chớ có phỉ báng bổn sư của ông. Sư trầm ngâm suy nghĩ. Tài nói: không thấy nói hiểu được khắp nơi đúng, không ngộ mãi trái sai. Sư bỗng nhiên đốn ngộ bèn trở về. Tịch thấy hỏi: người từ đâu đến mau thế? Sư lại nói: con có tội hủy báng hòa thượng nên đến xin sám hối vậy. Tịch dạy: tướng và tánh của tội vốn không, người làm sao sám hối? Sư đáp: xin sám hối vậy. Tịch bèn thôi. Sư thường cùng hai thiền sư Tịnh Nhãn và Tịnh Như trong khi đứng hầu. Tịch bảo: các ông theo học với ta kể đã lâu ngày, vậy mỗi người hãy trình bày điều thấy biết của mình để ta xem mỗi ông tiến đạo như thế nào. Nhãn và Như đang sắp mở miệng thì sư quát: một màn che mắt, hoa đốm rối rơi. Tịch hỏi: Xà Lê Khánh Hỷ, can cớ gì cái thuyền ấy, sao lại đập vỡ cái học đo?
Sư thưa, cần gì thuyền? Tịch nói, thằng ranh mảnh đó, chớ có ồn ào. Ngươi chỉ giải thoát đến việc bên này thôi, còn việc bên kia cũng chưa mộng đến được. Sư đáp, tuy vậy, chỉ là việc khác thôi. Tịch hỏi, buông thả sào trăm thước, lao đầu một mình đi. Ngươi hiểu sao? Sư giơ hai tay lên đáp, không nguy hiểm, không nguy hiểm. Tịch nói, buông đi tức khắc. Từ đó sư vang danh khắp tầm tòng tòng lâm, khoảng năm thiên chương bảo tự. Sư được triệu về về kinh, vua khen ngợi việc sư trình bày đối đáp xứng chỉ, phái làm tăng lục rồi làm tăng thống. Một hôm đệ tử Pháp Dung hỏi, rõ được sắc không? Thì sắc là phàm hay thánh? Sư trả lời bằng một bài kệ, nhọc đời thôi hỏi sắc cùng không, học đạo chẳng qua phỏng tổ tông, thiên ngoại tìm tâm khôn định thể, nhân gian trồng quế há thịnh rừng. Càn khôn gom lại đầu sợi tóc, nhật nguyệt nằm trong hạt cải mồng. Trước mặt nắm tay dùng việc lớn, ai hay phàm thánh với đông tây. Nói xong ngày 25 tháng 1 năm Nhâm Tuất, đại định thứ ba 1142, sư thị bệnh mà mất, thọ 76 tuổi. Có ngộ đạo ca thi tập lưu hành ở đời. Đó là nội dung của thiền sư. Vậy bây giờ chúng ta giải quyết làm sao? Thưa đại chúng, đọc xong cái chuyện này, đại chúng có lưu lại một cái thắc mắc gì hay không? Thì chúng ta sẽ đi từng bước tìm hiểu người xưa. Các vị đều là tổ tiên của mình, do vậy chúng ta tìm hiểu xem các vị này đang dạy chúng ta điều gì, và chúng ta ứng dụng và vận dụng cho đời sống như thế nào. Thì ở đây thì thầy xin gợi ý cho đại chúng một vài cái điều, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái ngôn từ ở thế kỷ thứ 10, thứ 11, thứ 12. Tức là đây nó đang là thời nhà Lý, và cái phong trào Phật giáo thời bấy giờ rất là hùng hậu. Các vua quan, các vị nhân sĩ thời bấy giờ rất là ưa chuộng Phật giáo. Do vậy cho nên là cả một cái xã hội thời Lý bây giờ thấm nhuần cái năng lượng tu học khắp nơi. Như chúng ta thấy nơi nào cũng thấy có khóa tu rất là hay, chùa nào cũng vậy, tòng lâm nào cũng vậy. Và nó không những cái chuyện tu ở trong chùa, mà nó còn có rất là nhiều những cái tác phẩm thi ca được xuất hiện trong cái thời điểm này, những tác phẩm văn hóa nghệ thuật và những cái tác phẩm điêu khắc. Nó cũng bắt đầu, những công trình xây dựng cũng bắt đầu từ thời điểm này rất là thịnh, và mấy thế kỷ như vậy trước khi bị nhà Minh, nhà Minh qua thôn tính Việt Nam và đánh đánh đổ hết tất cả những cái công trình nghiên cứu của chư tổ và các vị nhân sĩ thời đại để lại. Cho nên những tác phẩm giống như chúng ta vừa mới đọc, có một bài một có một tác phẩm của thiền sư Khánh Hỷ, đó là Ngộ Đạo Ca Thi Tập, nhưng mà chúng ta cũng chẳng biết cái tác phẩm nó ra làm sao, chúng ta còn biết cái tựa đề vậy thôi. Cho nên những rất rất là nhiều những tác phẩm bị mất, đó là điều đáng tiếc. Thành ra cho nên chúng ta sẽ còn lại một vài chi tiết nằm trong cái tác phẩm Thiền Uyển Thập Anh, và chúng ta cốt yếu là đi tìm những cái bài bài học mà chư tổ muốn gửi gắm trong cái tác phẩm Thiền Uyển Thập Anh này. Còn lại rất là ngắn, một đời người mà chỉ có một trang hai trang giấy thôi, nó rất là ít. Do vậy cho nên là chúng ta đi tìm hiểu để coi thử cái đó nó
nó được gói lại ở trong những cái dòng chữ nhỏ nhoi này, ngắn gọn này như thế nào để chúng ta sử dụng. Ok, cho để chúng mình dùng cái bảng để chúng ta phân tích. Phải điều chỉnh cái máy một chút xíu. Cái máy nó lạ lắm. Giơ cái tay lên là nó sẽ chỉnh. Rồi. Rồi, ok. Ừ, nó cũng không có chịu. Ừ, thế là chúng đợi một chút xíu. Rồi, ok, xưa. Ok. Thiền sư Khánh Hỷ hả? Khánh tức là niềm vui. Hỷ tức là cũng là niềm vui. Ở đây cái bài học thứ nhất mà chúng ta có thể khai thác. Quý vị lại thấy chúng ta thấy cái cách các vị tổ ngày xưa dạy, đó là cái công án. Quý vị thấy ví dụ như cái công án đầu tiên, tức là vị học trò hỏi cái gì, cái gì là ý chính của thiền mà các vị tổ giảng dạy ha, tức là một câu hỏi ý chính, tức là cái gì là cái trọng yếu ý chính của chư tổ. Vậy về thiền, tức là cái việc chính khi mình thiền tập là cái gì? Thí dụ một học trò tới hỏi một vị thiền sư, một bậc hòa thượng, bạch hòa thượng, con khao khát, con thắc mắc, cái ý chính yếu nhất của chư tổ khi mà trình bày về thiền học là cái điều gì? Thì vị thiền sư này trả lời cho anh sao? Thì ngài nói ra đó là cái ý chính của chư tổ về thiền, đó là gì, là cái chuyện đồng bóng và cái chuyện mà đang triệu thỉnh quỷ thần. Câu trả lời như thế này, tức là đồng bóng. Và giống như là cái việc triệu thỉnh quỷ thần. Quý vị biết đồng bóng mà phải không? Ở Hà Nội, ở miền Bắc thì chúng ta thấy cái hình thức mà người ta lên đồng đó, cầu 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 cho các vị khuất mặt khuất mày nhập vô mình, rồi mình nói những cái chuyện thần thánh, nói những cái chuyện mà không ai biết. Và cái chuyện mà cúng cô hồn hay là cúng cúng linh hay là lên đàn là chúng ta thấy nhất tâm triệu thỉnh, là quý thầy hay 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 dân sớ triệu thỉnh, quý vị từng thấy mà phải không, ở chùa đó. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nhất tâm triệu thỉnh. Bồ Tát Quan Âm có mặt tại đàn tràng cúng cô hồn, quỷ thần.
rồi có mặt ở nơi đây, rồi nhất tâm triệu thỉnh hương hoa triệu thỉnh, hương hoa triệu thỉnh nhất tâm triệu thỉnh Bồ Tát Địa Tạng có mặt nơi đại đạt cái đàn tràng của mình. Rồi một nén tâm hương, một phen triệu thỉnh, rồi hai phen triệu thỉnh, rồi ba phen triệu thỉnh. Có phải không? Quý vị đã từng thấy quý thầy cúng cô hồn đó, hoặc là thỉnh linh đó. Ở chùa trong cái truyền thống của Việt Nam mình cũng hay, bây giờ quý vị hay thấy đó. Thì cái công việc như thế nào, cái câu chuyện nó xảy ra là gì, tức là khi học trò họ hỏi là ý chính của thiền tổ là cái gì, rồi vị vị thiền sư trả lời, vị thiền sư trả lời là ôi cái chuyện đó là chuyện đồng bóng, cái chuyện mà là triệu thỉnh quỷ thần thôi. Và người học trò không chịu nổi, cho nên là nó hòa thượng giỡn mặt với con hả? Rồi hòa thượng trả lời sao, nó ta chưa bao giờ giỡn nghe nhà ngươi. Thế thì hai thầy trò, một người á, một người thì trả lời hướng này, thì một một người thì trả lời cái hướng này, còn một người thì trông đợi nó sẽ có cái hướng này. Do vậy cho nên là trên một cái trục đường thẳng thì tư tưởng giữa tư tưởng đó, thì quý vị thấy hai cái vector, một người thì đi cái hướng này ha, một còn người thì đi một cái hướng này, thì có nghĩa là nó không có gặp nhau, mà nếu nó có gặp nhau thì nó gặp đâu, chỗ đây nè, thì hai tư tưởng hoàn toàn không gặp nhau. Cho nên là làm sao, cuối cùng là sao, giận quá bỏ thầy đi, nó ông thầy này chắc không ra gì, rồi ông bỏ đi. Là đi đâu? Đi tới tìm thiền sư Biện Tài. Thiền sư Biện Tài, quý vị nhớ thiền sư Biện Tài không? Còn nhớ không? Thiền sư Biện Tài đó là một vị thiền sư thế hệ thứ 8 của thiền phái Vô Ngôn Thông. Học chưa? Hình như mình đã học rồi, thấy không? Nhưng mà học rồi thì học quên chứ đâu có nhớ làm chi. Cái nào chưa học tôi còn nhớ nhá, cái nào mà học rồi tôi quên, không nhớ. Thiền sư Biện Tài thế hệ thứ 8, thiền phái Vô Ngôn Thông. Thì có nghĩa rằng là giận sư phụ, giận thầy này, giận sư phụ, tại vì vị này là học trò của thiền sư gọi là tịch thiền sư ha. Học trò của thiền sư Bản Tịch. Mà vị thiền sư này rất là ảnh hưởng Lâm Tế ha, chịu ảnh hưởng của thiền thiền Lâm Tế. Cho nên cuối đời trước khi mất á, ngài chỉ nói kêu học trò lại vô sự, vô sự và vô sự. Nhớ không? Quý vị nhớ thì nhà thơ Lưu Lưu Trọng Lư, cái bài thơ cuối cùng mà Lưu Trọng Lư làm ở ở bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, nằm trên giường bệnh nhưng mà vẫn làm thơ, thì ba cái câu là thiền sư Bản Tịch nói làm thầy nhớ tới cái đoạn thơ mà thiền sư Lưu Trọng, và mà nhà thơ Lưu Trọng Lư nói: trăm khóa không giữ nổi được ta, vô ích vô ích vô ích, ta đi tìm người ta yêu. Đó là những lời cuối cùng, cũng giống như thiền sư Bản Tịch gọi đệ tử tới nói đời vô sự, vô sự và vô sự, rồi xong. Thế là thiền sư Viên Tịch, đây là cái cách dạy của các người xưa. Thì ở đây chúng ta thấy thiền sư Biện Tài là thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông, thiền phái Vô Ngôn Thông. Còn các vị ở đây là thiền phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Cho nên là giận cái, tức là giống như là các thầy, quý thầy ở bên bên truyền thống Làng Mai, giận sư phụ cho nên là đi qua truyền thống của Thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ. Nó giống giống vậy đó. Tức là coi bộ như là ở bên Làng Mai không có giải quyết được vấn đề, cho nên là phải bỏ đi qua bên này.
Nhưng mà qua bên đây rồi làm sao? Qua bên đây giận thầy, tại vì thầy họ mình hỏi là ý chính của chư tổ về thiền học là gì, thì tổ của mình trả lời ok là cái chuyện đồng bóng, nên nổi giận, rất là nổi giận là cái việc việc tu nó đâu có giống cái chuyện đồng bóng, mà tại sao sư phụ mình nói như vậy, rất là giận. Rồi khi mà đến gặp thiền sư, tức là giận sư phụ, đến gặp thiền sư biện tài, thiền sư biện tài nói cái chi, nói là ông từ đâu tới, thì thiền sư Khánh Hỷ bảo rằng là dạ con á, là đệ tử của thiền sư Bản Tịch, con ở với sư phụ con nhiều năm mà hỏi có một câu mà thiền sư không có trả lời. Thiền sư trả lời cái chuyện gì đâu đâu, hỏi Phật pháp là gì, chư tổ dạy thiền ý định ý ý chính là cái gì, là đâu thế nào nói cái chuyện đồng bóng như cầu thần ma quỷ gì. Con buồn quá con đi qua bên đây. Thì thông thường á, thì nếu mà một nếu mà thiền sư nếu mà thiền sư biện tài á là cái người mà tầm thường á, thì có thể nói ồ vậy hả, như vậy là sư phụ con không có trúng, sư phụ con là không có dạy đàng hoàng, thôi tới đây ta dạy cho nhà ngươi lại, thông thường là vậy. Nhưng mà thiền sư biện tài là một người thứ thiệt, cho nên ngài nói cái gì, nó con bậy rồi, thiền sư Bản Tịch thương con hết lòng dạy con đạo lý như vậy mà con không thấy. Vì vì thấy không, cái lòng từ bi của một vị thiền sư khi thấy một người đệ tử học trò, không biết là học trò này nó xuất gia từ cái truyền thống nào, nhưng nó đang bế tắc, nó đến nó cầu học với mình. Thì nếu mà một người giỏi, thì nếu mà chúng ta không giúp cho được cởi trói ra được những cái rắc rối trong lòng của nó, mà chúng ta còn bồi thêm những cái chuyện trên trời dưới đất nữa, thì rõ ràng là một vị thiền sư chưa giỏi, có phải không? Ví dụ như đời thường cụ thể như thế này, lại đừng nói chi xa lại chuyện thiền học. Ví dụ như chúng ta đi về cái, chúng ta đi chùa, ta ở cái chùa tên là chùa Khánh Hỷ đi, ta ở cái chùa đó lâu năm rồi, một hôm trời mây u ám gì đó không biết, chứ ta giận sư phụ, ta giận chùa, rồi ta bỏ, ta không buồn đi cái chùa của mình xưa nay đi nữa. Rồi chúng ta đi qua cái chùa kế bên hàng xóm, gặp một ông thầy, rồi ông thầy ông hỏi ủa cho con là Phật tử chùa nào, cái mình nói dạ con là Phật tử chùa Khánh Hỷ hay chùa nào đó, con tới đây. Thì ông thầy này á, nếu mà ông thầy này á mà người mà tu mà tới nơi tới chốn, thì ngài hỏi liền nó ủa tại sao con giận sư phụ con đi vậy, thì làm sao, thì dĩ nhiên là sẽ nghe hết câu chuyện và nói rằng là sư phụ của con dạy rất là đúng hay là như thế nào đó, dạy cho sư phụ, dạy cho cái giữa tình thầy trò cởi trói ra. Còn không, nếu mà ông thầy này không giỏi thì ông nói rằng à, đúng rồi thầy, con là không có ra gì, thôi con qua đây, qua đây làm ở với chùa thầy đi, cúng dường làm công đức ngon hơn, chứ còn bên kia coi bộ không ngon, ví dụ như vậy. Thì cái chuyện này là chúng ta học được một cái bài học này, chúng ta rất là dễ thấy. Hoặc là quý vị là người Phật tử bạn đạo với nhau, chúng ta hay đi cái chùa A, rồi cái chùa A này á, một ngày nào đó ta giận sư phụ, giận bạn, giận bè, giận cái chùa đó, ta cúng dường nhiều tiền quá mà bây giờ ông thầy ổng không có công nhận giá trị mình, ổng nhìn cái mặt mình ổng coi như người xoa lọa, như là người xa lạ không biết, là không có bao giờ ông sư phụ đó ổng coi mình ra gì hết, giận cái mình bỏ mình đi qua chùa B. Mình qua chùa B mình gặp một số bạn hữu, tức là Phật tử bình thường, cư sĩ đó, Phật tử, mình hỏi Phật tử, mình hỏi ô bạn tại sao bạn bạn giận sư phụ bên đây, bạn đi chùa này tại sao bạn giận như vậy, thì bắt đầu chúng ta kể lể câu chuyện cái chùa bên này cho bên B nghe. Thì nếu mình là người cư sĩ Phật tử, người bạn đạo mà tu, mà biết tu á, thì thay vì chúng ta bắt phe liền, ta nói ờ đúng rồi ông thầy đây nè không có ra gì hết á, đừng bạn đừng có đi chùa này nữa, bạn về chùa đây đi, sư phụ tôi giỏi lắm, mình đồng nhất mình với cái chùa đó,
mình có một cái chùa này nó liên hệ tới đời mình vân vân, thường nó như vậy. Thì chúng ta làm như vậy là có nghĩa là chúng ta không có học được cách của các vị thiền sư ở đây, mà thông thường nó rơi vào tình trạng này, có phải không? Quý vị có cái cảm giác đó không? Quý vị có, thầy chứng kiến rất là nhiều, tức là giận chùa bên này, đi qua chùa bên này, đi qua chùa bên này rồi nói xấu chùa mình, cái chùa mình đã từng đi, nói toàn những cái đồ tiêu cực, hoặc là nói những cái chuyện không có nuôi dưỡng. Thì thường là chùa là như vậy. Cho nên quý vị, chúng ta rất là cẩn trọng. Ví dụ như một ngày nào đó đẹp trời, chúng ta thấy một vị Phật tử, cư sĩ mà hay đi chùa bên kia, đến với đạo tràng mình mà gặp cái tình trạng giống như vậy đó, thì chúng ta phải cư xử làm sao? Đấy, điều này là chúng ta, nó tùy thuộc vào cái công phu chín muồi của mình. Thông thường á, nếu mà giả sử như mình ở bên đây mình không thích cái chùa này đó, thí dụ cái vị C này ha, vị C ha, cái vị này họ đi chùa này, họ tới đây họ nói chuyện, họ họ nói về cái chuyện cái chùa này, cái chùa A, mà nếu mà mình giỏi thì mình lắng nghe, và nếu mà mình biết tu đó thì mình mời cái bạn C này nè, bạn C này nè thở với mình đã, đừng có phản ứng, đừng có lên án, có khi mình lên án nó không có đúng đâu. À, nếu mà mình chưa có giỏi để mình cởi trói cho bạn của mình, thì mình có thể mời bạn của mình ngồi yên, đi thiền hành, uống trà, rồi mình tìm hiểu, và tới một lúc nào đó thì mình có cái cơ hội mình ngồi cả ba ngồi đều ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm hiểu. Đó là chuyện thông thường. Còn ở đây quý vị thấy thiền sư, khi mà thiền sư biện tài ngồi nói chuyện với thiền sư Khánh Hỷ, tức là học trò của thiền sư Bản Tịch, thì ngài nói cái gì? Ngài nói: trời đất ơi, sư phụ ông thương ông lắm, dạy cho ông rõ đạo lý như vậy, ông chớ có phỉ báng tổ sư bổn sư của ông. Một lời nói vô cùng là từ bi, quý vị thấy rất là từ bi. Thứ nhất là làm cho vị này không có tiếp tục mang cái tội phỉ báng tổ 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 sư, do vì chúng ta chưa hiểu được cái ý nghĩa của cái câu trả lời của thầy mình, mà mình cứ đinh ninh là mình hiểu, cho nên cái hiểu đó nó lại gây ra cái tai họa cho mình. Có những cái hiểu nếu đúng theo tinh thần Phật pháp thì nó sẽ giải thoát cho đời của mình, nhưng mà nếu mà cái hiểu của mình nó chưa có thực sự là tới đó, chưa có thực sự là chín mùi đó, thì cái hiểu này nó sẽ là tai họa cho đời mình. Có khi cái kiến thức của mình nó chưa thật sự phát huy cái năng lực giải thoát của nó, thì kiến thức này, kể cả kiến thức Phật giáo, đều là cái tai họa, đều là cái sự ràng buộc. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta hỏi một câu hỏi, chúng ta mong rằng thiền sư á sẽ trả lời như thế này nè, theo cái hướng của mình muốn, một cái vector, họ cái hướng là mình muốn như vậy, nhưng mà sư phụ không trả lời theo hướng của mình. Thí dụ nếu như sư phụ nói rằng nếu có một cái vector ảo nó như thế này, sư phụ nói: ừ đúng rồi con, Phật giáo là vậy vậy á, thì chúng ta vô cùng là thích thú. Nhưng mà đằng này sư phụ không trả lời theo ý của mình, sư phụ nói ngược lại. Ngài nói là cái gì? Ví dụ như ở đây đại ý Phật pháp, đại ý thiền là cái gì? Tự nhiên nói chuyện đồng bóng. Ô, đại ngài nói cái chuyện thiền là chuyện đồng bóng, thì hiểu lầm vô cùng, phải không? Cho nên là hoàn toàn đi ngược lại ý của mình. Do vậy cho nên cái chuyện mà quán cái cảm thọ của mình, đây là cái việc lớn. Cảm thọ của mình là cái gì? Nó có ba loại là thích hay không thích. Thích ha? Không thích, hoặc là trung tính. Nó có ba cái loại, cho nên là khi mà thầy mình trả lời mình thích, hoặc là mình không thích, hoặc là mình không thích cũng không không thích, tức là trung tính, thì thông thường chúng ta rơi vào cái cạm bẫy này, rơi vào cạm bẫy này. Cho nên thí dụ chúng ta đến với chùa, ta cúng dường cho chùa, ta mong rằng sao? Ta mong sư phụ nói lời ngọt ngào với mình,
Sư phụ nói là ô con giỏi quá, công đức con vô lượng, con cúng chùa, con làm đạo như vậy, con làm từ thiện như vậy, công đức của con nó vô lượng. Thế nào con sau này con chết, con cũng sanh lên trên trời, con được thừa hưởng cái năng năng lượng phước lành ABC này. Thông thường thì như vậy. Nhưng mà sư phụ, thầy tổ của mình không nói được cái chuyện này. Thầy tổ mình nói đi ngược lại cái hướng của mình. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta phải quán chiếu ngay lập tức. Nếu chúng ta là người tu thiền, nếu chúng ta là người có một cái chí hướng hướng về thiền học, thì khi nghe một câu nói, dù là thích hay không thích, thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta nhận diện trong tâm thức của chúng ta lúc bấy giờ có một cảm thọ thích hay không thích, nó đang diễn ra trong tâm của mình. Thì đó là cái người tu. Và điều này nó cũng không có cái gì là sai trái cả. Một vị thiền sư trả lời không có gì sai trái cả. Thí dụ như hai thầy trò đang đi, nghe tiếng người ta đánh trống, đánh chiêng, đánh mõ, trời âm đất, cả triệu thỉnh cô hồn, triệu thỉnh quỷ thần, lên đồng, lên bóng như thế. Thì hỏi cho thiền là cái gì? Ý chính thiền là gì? Thiền là nhận diện cái gì nó đang diễn ra. Thì rõ ràng là nó không có cái gì là sai ở đây hết. Có quý vị có thấy không? Cho nên thiền sư mới trả lời học trò là thiền là đó đó, nhận ra người ta đang lên đồng, âm thanh đó và hình ảnh đó, lời nói đó nó đang diễn ra trong tâm của mình, đó là thiền. Do vậy cho nên chư tổ trình bày cái thiền của chư tổ là gì? Luôn an trú trong hiện tại, luôn nhận diện ra cái gì đang diễn ra. Người ta đang lên đồng, lên bóng, người ta đang nói xấu, người ta đang nói khen ngợi mình, hay là người ta đang chê bai mình, hay là người ta làm bất cứ chuyện gì. Việc quan trọng của mình không phải là thích hay không thích, mà việc quan trọng của mình là gì? Là chúng ta có đang nhận diện ra cái đó nó đang diễn ra hay không. Đó mới là cốt yếu của thiền. Quý vị có theo kịp cái đoạn này không? Chính vì vậy một bậc thiền sư cao cấp thì người ta nhận ra liền. Thiền sư biện tài nói rằng là ôi thầy ơi, thầy đừng có hiểu lầm, bổn sư của thầy, bổn sư của thầy thương thầy lắm mới dạy thầy cái cốt yếu, cái cốt lõi của đạo là cái gì rồi. Cho nên nói ra như vậy thì một bậc thiền sư lớn, tức là có cái căn trí rất là đam mê học tập, một câu hỏi rất nghiêm túc, chứng tỏ một người rất là nghiêm túc muốn học hỏi. Nhưng mà nó ở cái hướng này. Cho nên thiền sư là gì? Cắt đứt hết tất cả những cái căng thẳng trong cuộc đời. Tại vì những câu hỏi đặt ra, trong khi có những câu hỏi nó gây ra một cái sự xung đột, tạo ra một cái sự cãi cọ, tạo ra một cái sự tranh luận, dẫn đến hí luận, và những câu câu những cái cuộc đàm luận đó nó không có đem lại lợi ích gì hết. Cho nên thiền sư cắt đứt tất cả những cái thói quen này. Tóm lại quý vị thấy, khi hỏi thiền là cái gì, chư tổ dạy về thiền là cái gì, thiền sư nói cái gì nó đang diễn ra thì chúng ta đang biết nó diễn ra, đó là thiền. Thưa thầy chúng, điều này nó rất là gần gũi với cái việc của mình tu hàng ngày. Do vậy nên cốt lõi của thiền tập là giúp chúng ta nhận diện cái cảm thọ của mình hiện tại, thích hay không thích, hay là trung tính. Đó là cái việc chúng ta ngồi thiền, đó là việc chúng ta ngồi tụng kinh. Do vậy cho nên cái câu trả lời của thiền sư vô cùng là sống động. Tại vì đi ngang qua thấy người ta đang lên đồng, thấy người ta đang 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 làm cái chuyện cúng cô hồn triệu quỷ thần, thì ngài nói thiền là đó đó, là đó đó, là đó, nhưng không phải là cái này hay là cái này, là đó, tức là cái gì nó đang diễn ra đó đó. Nhận ra thì là thiền, không nhận ra thì không thấy thiền là gì hết. Rất là rõ ràng và sống động. Cho nên là vị thiền sư khánh hỷ quỳ lại xuống, ô con hiểu rồi. Cho nên ngài mới nói cái gì, hiểu được á thì cái gì nó cũng đúng á. Tại vì đúng là làm sao, tức là đúng ở đây á
tức là cái chữ đúng có nghĩa là cái chữ chánh á, chánh ha, chữ đúng có nghĩa là chánh, chánh có nghĩa là nhận ra, là thẳng thắn, là thấy trước mặt. Thì có nghĩa là chánh niệm đó, chánh niệm là cái gì đó mình thấy nó rõ ràng, không có sai lầm, nó là nó không có sai lầm, chứ không phải cái chuyện chánh chuyện tà, không phải rơi vào cái chuyện tại vì chánh tà chia thành hai phe, có khi chúng ta nghĩ chánh là chánh của anh, tà là tà của anh thấy tà nhưng tôi thấy chánh, anh thấy chánh nhưng tôi thấy tà. Chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng này. Chánh có nghĩa là rõ ràng, right, tiếng Anh nói là right, tức là không có một sự sai lầm nào hết. Tôi thấy đây là một bông hoa hay là đây là một cây bút lông, tôi biết được đây là cây bút lông, không có chuyện sai lầm, tức là không có qua cái trung gian suy nghĩ suy luận gì hết. Tôi không thể nào suy luận rằng đây là có thể là cái bút lông, đây có thể là một cây son, đây có thể là một cái bút chì, vân vân. Chúng ta không thể nào mà suy luận nữa, thế nên gọi là right here, thì cái chữ này chánh. Cho nên thấy được, chúng ta hiểu được, thì nơi nào nó cũng có mặt, nơi nào nó cũng đúng, cái gì cũng thấy. Mà không có thấy thì lúc nào chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng cãi cọ, biện luận. Ví dụ như cái câu, có một cái câu mà thầy 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 hay dí dỏm ở trên cái thầy có một cái câu chuyện mà thầy 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 giữ lại, thầy hay để trên cái Zalo của thầy. Thì có một anh chàng trẻ tuổi tới hỏi một vị thiền sư: bạch thầy, bí quyết của hạnh phúc là gì? Thì vị thiền sư nói: bí quyết hạnh phúc là không có cãi lộn, không cần phải biện luận, không có tranh cãi, đó là bí quyết hạnh phúc. Hạnh phúc là không có tranh cãi gì hết. Thì cái vị học trò đó nói: sư phụ, con không thể nào chấp nhận được cái chuyện này. Thì sư phụ nói: anh nói đúng rồi đó, tức là rồi không cãi nữa, nó là như vậy. Cho nên nhiều khi cái câu chuyện đó là như vậy. Cho nên là một bậc thiền sư, một cái người mà họ tu rồi, họ không có thì giờ để họ đứng ra họ tranh cãi đúng hay là sai. Cho nên cái chuyện gọi là thị phi ha, thị phi, thị là đúng, phi là sai. Cái chuyện đúng và cái chuyện sai, cái chuyện này nó không còn quan trọng nữa. Đối với một người tu thì người ta không quan trọng. Cho nên cái chuyện quan trọng là ta nhận ra cái gì đang diễn ra, đó là cái việc cần thiết. Cho nên hiểu được á, ta nói hiểu thấu á, nắm thấu được cái việc này đó, thì cái gì nó cũng có thể nhận ra được. Còn không có thấy á, thì cái gì nó cũng sai, mãi là sai. Cho nên làm cho chúng ta càng ngày càng đau khổ. Thì nghe được chuyện này thì ngài tỉnh ngộ. Thì ở đây có một cái chi tiết, có một chi tiết, cái câu mà quý vị đọc đó, hiểu được khắp nơi đúng mà không ngộ thì mãi trái sai, có nghĩa là hiểu được thì nơi nào cũng có thể tiếp 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 xúc đúng đúng một cách đúng đắn, một cách nhận diện, một cách rõ ràng. Còn mà không hiểu rồi, không ngộ rồi á, thì lúc nào cũng cãi cọ chuyện đúng chuyện sai thôi. Thì cái câu này đó, thưa đại chúng, ở trong cái tác phẩm Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Thiền sư Đại Đại Châu Hải Huệ Hải cũng có nói một câu như vậy: đạt tức biến biến cảnh thị, bất ngộ vĩnh quay sơ. Đó là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục số 6. Thì cái câu này nó cũng có cái ý nghĩa tương tương tự như vậy. Thấu đạt được á thì mọi cảnh nó đều có mặt như vậy, nó đều hiện ra đúng như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có ngộ được á, thì lúc nào ta cũng mờ mờ mịt mịt, không có thấy được gì hết. Thì cái câu này nó lại trùng hợp với một câu nói rất là gần với thiền sư trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Đó là thiền sư mà chúng ta vừa nói, mắc tên Đại Châu Huệ Hải bên Trung Hoa. Thì chúng ta có thể đặt ra, ủa tại sao? Thì điều này thật ra cũng có cái gì là lạ. Chúng ta nên nhớ thiền sư Biện Tài là người người Quảng Châu,
Ông là người Hoa, ông có mặt tại tại Việt Nam, do vậy nhưng thời bấy giờ ông rất là giỏi. Ông có mặt cùng một thời với thiền sư Thảo Đường mà chúng ta chưa có học tới, thì ông cũng là người Hoa. Thì quý vị nên nhớ, đất nước Đại Việt thì bây giờ ở trong miền Trung đó, thì nó thuộc về vương quốc Champa, và vương quốc Champa là một vương quốc Phật giáo, ảnh hưởng rất là sâu sắc Phật giáo. Cho nên là các vị sư ở bên Trung Hoa qua Đại Việt và qua Champa làm việc và truyền đạo. Do vậy cho nên trong một cái cuộc chinh phạt của nhà Lý và vua Lý đã từng bắt rất là nhiều tù binh, trong đó có vị thiền sư nổi rất là nổi tiếng, đó là thiền sư Thảo Đường mà chúng ta chưa có học. Thì thiền sư Thảo Đường cũng trong cái thời điểm này. Do vậy thiền sư Biện Tài cũng là người Quảng Châu. Cho nên những cái chuyện mà trích dẫn các câu nói của thiền sư Trung Hoa đặt trong cái khung cảnh này, đó là chuyện rất là bình thường. Do vậy để chúng ta thấy rằng là cái việc mà cho dù là cái sự khác biệt giữa hai cái nền văn học, nhưng mà quý vị thấy lúc nào chúng ta cũng thấy những cái câu trích dẫn nó nằm trong cái văn học Trung Hoa. Cho nên cái điều này nó gợi ra cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi. Liệu rằng là cái tác phẩm Cảnh Đức Truyền Đăng Lục này nó có dính gì tới cái tác phẩm mà chúng ta đang học hay không? Tại sao lại có những cái câu nói nó rất là giống nhau giữa các thiền sư Trung Hoa và thiền sư Việt Nam? Có những câu nói nó giống nhau như vậy. Thì đây là một cái mời gọi mà đại chúng cứ tìm hiểu. Ha? Đó là cái bài thứ nhất mà chúng ta học. Thành thử cho nên ta ứng dụng vào cái chuyện này. Bản chất của thiền, thưa đại chúng, đó là gì? Đó là sự có mặt. Nhận diện như Đức Thế Tôn nói trong kinh Tứ Niệm Xứ cũng vậy, hay là kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Thế Tôn đều nói. Thấu rõ được tình trạng, biết rõ được tình trạng, nhận diện cái gì đang diễn ra, như trong kinh Người Biết Sống Một Mình. Quý vị thấy, không có kẹt vào cái gì hết, nhận diện một cách rất rõ ràng. Do vậy, chúng ta đang thấy người ta lên đồng, thì chúng ta biết người ta đang lên đồng. Người ta đang cầu siêu, ta biết được ta đang cầu siêu. Người ta chứ không phải ta đem cái chuyện thích hay không thích trời cái trong tâm của mình đặt vào cái sự việc. Do vậy từ nay nếu có người tới sỉ vả mình một câu, thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta lắng nghe cái câu đó người ta đang nói cái gì, từng chữ từng câu. Hãy đừng để cho cái cảm thọ thích hay không thích nó xen vô. Khi mà cảm thọ thích không thích nó xen vô, thế nào rồi cũng có cái chuyện xăng tay lên, hay là Phật ơi cho con nghỉ tu 5 5 phút để con xử cái thằng này. Thành thử cho nên ta ứng dụng rất là rõ ràng. Các tổ, các sư ngày xưa dạy mình cũng vậy, và bây giờ ta cũng tu như vậy. Cho nên cái việc ta thở, ta đi thiền hành, ta ăn cơm, ta lạy Phật, ta tụng kinh, đều giúp ta cái năng lực giờ là gì? Bỏ đi cái thói quen suy nghĩ lan man, để đánh mất đi những cái gì đang diễn ra trong đời sống. Đóa hoa đang nở, em bé đang cười, thầy đang nói, bạn mình đang 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 cần sự giúp đỡ. Nhiều khi chúng ta không có để ý, và có khi chúng ta để cho cái việc nó đi rồi, rồi cuối cùng ta nói ồ phải chi ước gì, phải chi hồi đó tôi nói sớm một chút, rồi chúng ta hối hận. Có những cái việc chúng ta hối hận và cả một đời chúng ta không bao giờ có cái cơ hội có thể làm lại một lần nào nữa. Cho nên có những cái câu nói người ta nói đó, có khi lỡ hẹn 1 giờ, lần sau muốn gặp là phải chờ 1.000 năm. Chuyện này là chuyện thật. Cho nên là làm được cái việc gì vui, công đức vui, hay là hiến tặng cho người ta được nụ cười, hãy làm đi. Hay là quý vị thấy nhạc sĩ Đức Huy hả? Ai viết cái bài nè, nếu có yêu tôi thì hãy yêu bây giờ, đừng có đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Lúc đó thì muộn màng rồi, nó không còn nữa, không còn cơ hội nữa. Cho nên có khi chúng ta thấy được điều này, thì nếu mà người tu thì chúng ta có những cái công đức nào, có cái điều gì vui hãy làm ngay bây giờ. Rồi chúng ta bôi cái phần này ha.
Thế là chúng hết giờ chưa? Thầy không có cái đồng hồ ở đây. Ồ, sắp hết giờ rồi đó. Chúng ta còn nhiều quá. Thì sau khi mà hòa thượng về, sau khi mà thiền sư Khánh Hỷ ngộ được đạo đó, thì chúng ta về ngày sám hối. Bạch sư phụ cho con sám hối, con đã hiểu lầm, con đã hiểu lầm ngài. Nhưng mà bản tịch, thiền sư bản tịch nói cái gì? Nói là tánh và tướng của tội á, của tội lỗi á, nó vốn là không. Sám hối cái gì? Đây là giáo lý cao cấp. Đại chúng nhớ, bản chất và hiện tượng của tội lỗi nó vốn là không. Chừng nào chúng ta đạt tới cái trình độ của các vị thiền sư đó thì chúng ta mới nói cái kiểu này, còn không là coi chừng không bị đọa bây giờ, không có dẫn chơi được. Chúng ta làm cho người ta sắc bất sang bang chứ ít nhất ta cũng nói một lời xin lỗi ha. Chứ không phải làm cho người ta sắc bất sang bang rồi ta nói rằng ô, tướng và tánh đều không, ta khỏi cần xin lỗi à, không có chúng. Cái này nó rơi vào cái công thức gọi là tam luân ha. Tam luân không tịch. Tam luân tức là người làm lỗi ha. Người làm và đối tượng nhận ha. Người nhận và sự việc. Thì ba cái này đó nó gọi là tam luân, nó phải đặt trên nền tảng của không. Thì nếu chúng ta sống ở cái bản chất không, mà không là gì là quý vị hiểu rồi phải không? Mình giảng rất là nhiều lần, không có nghĩa là duyên biểu. Tức là ở đây thiền sư cốt yếu dạy cho học trò mình một một bài học nữa. Thí dụ như đệ tử nó sám hối, nó quay về, nó có lỗi nó quay về, thì nếu mà thiền sư muốn, nếu mà ông thầy bình thường thì mình quạnh hẹ mà nói cái gì đi dữ ha, ngon ha, mày ngon ha, mày bỏ tao ha. Không, hay chúng ta hay nói vậy. Mình nói à, mày ngon quá mà, mày làm thầy tao mà, mày đi đã rồi mày về mày xin lỗi cái gì, thí dụ như vậy. Nhưng mà các bậc thiền sư cao cấp thì người ta đâu có rảnh hơi mà nói cái chuyện đó, phải không? Không có cái chuyện tình cảm mà nhỏ nhen như vậy. Ngài nói mình dạy thêm một bài học liền lập tức. Ông có thấy là tướng và tánh của những cái tội lỗi, những cái hành động của mình đó, cái này là cái nghiệp của mình ha, tội lỗi là cái hành động á, nó vốn là không. Tức là cái chuyện lại gây ra một cái hành động này nó đặt trên nền tảng duyên sinh và duyên biểu, nó không bao giờ đặt trên nền tảng cá nhân. Cho nên cái bài học ở đây thiền sư nói cái gì, cái việc mà ông làm ngày xưa thành công thất bại đó, nó không phải là chuyện cá nhân của ông. Cho nên bài học thứ hai là bài học vô ngã ha. Bài học thứ hai học về vô ngã. Đây là một cái phép thử. Tức là học trò mình nó giỏi á, thì mình làm cái kiểu này một lần nữa coi thử nó có thật sự là thứ thiệt chưa, hay là nó đi qua cái nó học dăm ba câu của thiên hạ rồi nó về nó cũng bày đặt làm tổ. Cho nên vị thiền sư hỏi tánh và tướng của cái hành động của ông đó,
nó bản chất của nó và cái biểu biểu hiện cái của cái sự việc ông làm ngày xưa đó, nó vốn là không tịch, tức là nó vắng lặng, nó không có một cái nào là cái duy nhất, không phải ông cũng không phải tôi, không phải người hàng xóm, cũng không phải là huynh đệ, cũng không phải là gì hết, mà là tất cả như vậy, thì ông xin lỗi cái nào? Nhưng mà một người học đạo thì không có tranh cãi nữa, quỳ mọp xuống, thấy cái điều cần làm thì làm thôi, thấy cái tình thương của thầy tổ mình dạy thì cứ quỳ mọp xuống trả xin lỗi thầy, tại vì thấy cái tình thương nó dạt dào. Thế thì thiền sư không có truy truy cứu nữa. Thì cái việc này đã chúng thấy cái tam luân không tịch, đây là cái công thức và đây là một trong những cái yếu tố mình quán chiếu khi mình làm, khi mà mình làm phước lành cũng vậy, mình đi làm công đức cũng vậy, mình đi làm thiện nguyện cũng vậy, mình thấy mình là người làm, mình thấy người kia là người nhận, và mình thấy món quà mình đưa tới có người nhận. Nếu mình thấy rạch ròi như vậy thì cái việc làm công đức này á, nó mang lại cái phước đức của mình là ít lắm, chút xíu, tại vì nó có cái sự phân biệt. Thì cái chuyện này á, nó không phải là làm công đức thiện nguyện nữa, mà nó là gì, nó là một sự trao đổi. Tôi trao cho anh cái vật này, anh là người nhận, đổi lại cái gì? Đổi lại là tôi cảm thấy sung sướng, tôi cảm thấy đã, tôi là người ban ơn. Thì cái đó là cái hoàn toàn nó không có đem lại lợi ích gì hết. Cho nên ở trong cái không tịch, tức là một cái mối liên hệ vắng lặng, không có người nhận, không có người cho, cũng không có cái việc gì để cho, không có cái vật gì để cho. Tôi thấy cần thì đây là một món quà hiến tặng, hiến tặng xong thì thôi, không có cái gì cần phải mà cần phải ghi cái phiếu công đức, ghi cái phiếu biên nhận. Hôm nay chùa chúng tôi nhận 50 bao xi măng của cái cô Nguyễn Thị Ích, Nguyễn Thị U gì đó, pháp danh là Diệu gì đó, vân vân. Nay chúng tôi gửi cái bằng công đức này tương tiên dương và tán thán công đức của cô, nguyện Tam Bảo mười phương gia hộ, đóng dấu cái bụp ký tên cái rẹt xong. Thế thưa đại chúng ta không phải đi tìm cái việc này, không phải đi tìm việc này. Thì nếu mà chúng ta cúng dường như vậy thì cái đó nó không phải là cúng dường đúng pháp, nó là một sự trao đổi. Trao đổi ở đâu, trao đổi cái gì? Thì có khi mình cảm thấy trong lòng mình bất an, mình nghĩ rằng mình có thể cúng một ít cho chùa, thế thì mình được cái sự an ổn, thì chẳng qua là mình trao đổi cái cảm giác an ổn thôi. Thì đó không phải là cách mà cúng dường. Cúng dường là cái lòng mình nó phơi phới, nó nhẹ nhàng và xong việc thì thôi, ta không bao giờ nhớ tới, tại vì việc cần làm thôi, cái việc cần mở lòng thôi, chứ không phải là cái việc rằng là anh phải là người nhớ ơn, tôi là người cho anh 50.000 nha, anh phải nhớ đó, anh nhớ cái mặt tôi nè, lần sau mà gặp tôi là anh phải trả gấp đôi, trả lời lẫn lãi. Tại mình cầu mong có phước đức báo ứng đằng sau mà, mấy ông, có nghĩa là mình có một cái tấm lòng nhưng mà đúng là lòng thòng, chứ không có tấm lòng trong thật trong sạch gì cả. Lòng này nó lại thòng theo một câu nữa là gì, tôi hy vọng 50.000 tôi cúng dường vô nó sẽ có phước đức trong tương lai. Thì cái câu thòng theo như vậy, cái ước nguyện thòng theo như vậy thì nó sẽ kéo mình lê thê trên một cuộc đời của mình, tại vì có khi nó không có như ước mơ của mình muốn là như vậy. Cho nên ở đây là một cái bài học vô cùng lớn, khi mà thiền sư Khánh Hỷ trở về sám hối với bổn sư của mình, bổn sư chỉ mặt nói liền, anh phải học thêm, đọc được cái bài học này. Vô ngã có nghĩa là gì, đừng bao giờ đặt đời mình vào một yếu tố nào duy nhất nhé. Vô ngã là như thế, cho nên là không có yếu tố nào là yếu tố duy nhất, nó làm ra anh, nó làm ra cuộc đời anh và làm ra cuộc đời này. Cho nên vô ngã là như vậy, vô ngã là không có một yếu tố duy nhất, ngã là cái yếu tố duy nhất, là cái riêng biệt, là yếu tố riêng biệt, là của tôi, nó khác cái của anh. Vô ngã là như vậy ha. Cho nên khi chúng ta học định vô ngã, tôi nghĩa là quán chiếu thở vào, thở an trú trong vô ngã,
Thì khi mà đại chúng thấy được mình không có bao giờ có một yếu tố nào là yếu tố duy nhất tạo thành đời sống của mình, thì có nghĩa là chúng ta đang an trú trong cái thấy gọi là duyên sinh, gọi là duyên biểu, duyên sinh, duyên nguyên nhân biểu, hoặc là tương tức, nó là như vậy. Cho nên đây là cái cách mà chúng ta có thể chiêm nghiệm trong đời. Đó là cái bài học thứ hai hả? Bài học thứ hai. Mà còn cái gì nữa không? Chúng ta hết giờ rồi mà, phải không? Rồi, câu chuyện bài học thứ ba. Vào thứ ba. Thầy bôi cái phần này ha. Bài học thứ ba thì không biết tại sao cái bảng nó không có thắng lại được. Nó cứ chạy. Bài học thứ ba thì chúng ta đọc vào chúng ta thấy điều chi? Chúng ta lại thấy một cái công án, tức là có hai vị sư huynh đệ là Tịnh Nhãn và Tịnh Như, thường ngày thì theo sư phụ giảng dạy, thì sư phụ hỏi các ông hãy trình bày cho tôi một cái thấy để coi thử mấy ông học ra làm sao này, nói ngôn ngữ đời thường là như vậy. Mấy ông ở đây ăn hết cơm hết gạo rồi, thấy không? Theo thầy học biết bao nhiêu năm rồi, giống như chúng ta học lớp thiền học khai quốc bao nhiêu năm tháng rồi, bây giờ trả bài đi chứ, ví dụ như vậy. Hay là cho tôi một cái gì đó để gọi là tôi đâu có từng am hiểu. Thì hai vị này đang lúng túng, đang bắt đầu suy nghĩ. Thí dụ thầy hỏi quý vị là quý vị đang bắt đầu suy nghĩ, phải không? Cái đó là bản chất tự nhiên. Thầy hỏi bây giờ trả bài nghe là bắt đầu mình run chứ gì, phải không? Hồi xưa đi học cũng vậy, cô giáo mà nó thôi lên đây trả bài cũ, trả trả lên đây mà trả bài thì rõ ràng chúng ta run sợ, có phải không? Thì ở đây cũng vậy, vị thiền sư mới hỏi rằng là các ông ở với tôi lâu rồi, thôi lên đây làm một bài kệ trình bày cái thấy với các ông. Thì ngay lúc đó chúng ta làm gì? Nếu một người tu cho mà đúng mức ấy, thì lúc đó là chúng ta bài kệ mà trình bày cho tổ, cho thầy, cho tổ, tốt nhất là làm gì? Là mình phải có mặt, mình thở. Đó, phải không? Tại vì ý chính của tổ dạy về thiền là gì? Thiền là sự có mặt, là sự an trú ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên lúc đó mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ lanh quanh, thế là chúng ta không an trú trong hiện tại rồi. Là bài học là mình bị thua rồi, phải không? Cho nên là thiền sư quát liền. Sắp mở miệng nói là ông nạt liền. Ông nói là cái màn che hết con mắt rồi, toàn là hoa đốm thôi. Tức là mình lấy cái miếng vải mình buộc hai con mắt lại thì mình thấy cái gì? Quý vị giả sử lấy cái miếng vải hay là lấy cái quai nón đó, bịt hai con mắt mà lại thì quý vị rõ ràng thấy hoa đốm thôi. Phải không? Thấy con mắt của mình nó đốm đốm vàng vàng trong đó thôi. Thì thiền sư nói như vậy đó. Mình dùng cái ý chí, cái suy nghĩ của mình, dùng lời nói của mình bắt đầu mình trình bày. Có nghĩa là mình dùng một cái phương tiện mình bịt hai con mắt thật của mình. Thì mình không thấy gì hết. Thì cách mình, cái mà mình thấy, cái cách mà mình diễn bày bằng ngôn ngữ, cái cách mình diễn bày bằng cái lời nói, hay là mình trình bày đạo cho sư phụ mình là toàn là những cái suy nghĩ tư duy thôi. Có phải không? Quý vị thấy không? Quý vị học được cái bài học này. Do vậy cho nên ở cái bài học thứ ba là chúng ta thấy là gì? Chúng ta đặt cái tên bài học thứ ba là cái gì? Bản chất thực tại ha. Là sự có mặt. Cái thực tại á, nó có mặt, nó có được nhận biết hay không đó là do sự có mặt. Sự có mặt của mình tức là chánh niệm đó. Cái năng lực chánh niệm của mình nó giúp mình nhận ra cái thực tại, cái gì nó đang diễn ra. Đây là bản chất thiền. Giống vậy như thiền sư hỏi mình trả bài đi,
thì chúng ta luống cuống, Tứ Diệu Đế là Bát Chánh Đạo là thập 12 nhân duyên là, chúng ta bối rối vô cùng, chúng ta không biết là thiền sư hỏi mình cái câu gì. Mình học bài mà học bài tủ mà, phải không? Nhiều khi mình phải chuẩn bị bài trước, nhưng mà lỡ như là không có đúng thì tủ nó ngã xuống, nó sập thì nó đè mình. Cho nên là mấy anh sinh viên, mấy chị sinh viên đi học toàn là chuẩn bị bài cũ, là bài học học tủ đó. Nó là thế nào cô giáo cũng sẽ ra câu hỏi này, câu hỏi này, câu hỏi này, là chúng ta về nhà ta chuẩn bị. Còn ở đây thưa đại chúng, ở đây cũng giống như vậy. Nhiều khi vị thiền sư hỏi mà con nói bây giờ các anh trả bài đi, ở trong chùa ăn biết bao nhiêu, ăn biết bao nhiêu là cơm là gạo rồi, bây giờ trình bày cho tôi các anh tu tới đâu chứ hả? Thì nếu trong lúc đó một người tu giỏi thì người ta chỉ thở thôi, người ta an trú một cách tuyệt đối với thầy với tổ của mình. Mà chuyện này không phải đợi tới cái lúc mà sư phụ trả bài thì mình mới làm, lúc nào mình cũng vậy. Ở trong nhà bếp thì mình cũng có mặt với tất cả những dụng cụ trong bếp, ở trong toilet thì mình vẫn có mặt, trong nhà vệ sinh cũng vậy, chùi toilet, chùi nhà tắm, quét sân, hay là lên chánh điện lau bàn thờ Phật, thay nước cho Phật, nó đều giống nhau. Nếu mà chúng ta có mặt thì hiện tại, bản chất hiện tại nó hiện ra, đời sống nó hiện ra, sự sống nó hiện ra. Còn nếu chúng ta không có mặt á thì sự sống nó có mặt đó, cho dù nó có mặt đó thì là chuyện của nó không dính gì tới mình hết, mình không có nhận diện ra được. Một cái bông hoa nó nở mà nếu mà chúng ta có cái tâm á, chúng ta có chánh niệm á, thì chúng ta mới nhận ra được. Còn nếu chúng ta không có chánh niệm, ta không nhận ra được, thì cái bông hoa kia cũng là những cái gai xương rồng trên sa mạc thôi, chứ chẳng có gì. Tại vì sao? Lòng ta nó rối bời. Mà lòng ta nó rối bời rồi thì những cái hoa kia tụi bay nở chi cho nó choáng đường vô nghĩa, là như vậy. Cho nên là cái trái tim của mình khi mà đầy ắp thương yêu thì mình nhìn đâu là cũng thương yêu, mà trái tim của mình đầy ắp giận hờn buồn phiền thì nhìn ai cũng là cái người đáng ghét. Cho nên cái điều này tổ dạy mình như vậy. Nhưng mà sư tổ quay ra hỏi thiền sư, ngài hỏi là tại sao mà mình đi thuyền á mà mình lại lâu lâu cái mình đập vỡ cái hộc đo. Quý vị biết cái hộc đo không? Không. Cái hộc đo. Cái hộc đo tức là cái nước ở thông thường thuyền nó đi đó, thì nó có một ít nước ở trong cái thuyền của mình để nó đo lường cái độ cân bằng của thuyền. Cái thuyền, cái bè lúc nào nó có cái ghe đó, quý vị ghe, cái ghe độc mộc đó, quý vị sẽ thấy một ít nước nằm trong đó. Cho nên người ta có một cái dụng cụ, người ta sẽ tát nước ra, và khi nào người ta muốn đổ ít nước vô để cho nó bằng, để cho nó bình cái thuyền, để cho nó cân bằng cái thuyền đó, thì người ta hỏi là tại sao giục cái đó đi, tại sao đập vỡ cái đó đi, tức là cái gầu tát nước, tại sao đập vỡ đi, rồi rồi lỡ như trời mưa mà nó xuống nước nhiều quá thì lấy cái gì mình tát nước ra. Quý vị hiểu không? Tức là cái hình ảnh đó là gì? Mình đi thuyền giữa dòng sông, và thầy và thiền sư hỏi là tại sao á mà người ta đập bỏ, người ta bỏ đi cái gầu múc nước giục ra một khác, tại sao văng nó đi? Tại vì mình quăng cái bỏ nó đi là mình đi một lúc nữa, nếu mà trời mưa lớn á thì nước nó sẽ ngập lên cái thuyền của mình, lấy cái gì để tát nước ra? Quý vị có theo kịp không? Thì hỏi thiền sư hỏi tại sao vậy, tại sao đi thuyền mà không xài tới cái đó, tức là mình đi tu đó, mình đi tu mà tại sao chúng ta lại lại bỏ đi, không có học kinh, không có sử dụng các cái pháp một cách đầy đủ, tức là đi tu mà tại sao không học, không học kinh, học Phật, không đọc kinh? Thì thiền sư trả lời làm sao? Ngài nói rằng là công di thuyền, tức là đây là một cái cách đối đáp để chứng minh rằng là mình là một người có thể an trú trong hiện tại, không bị những hình ảnh nó dụ mình. Tại vì thông thường nó có những cái hình ảnh khi thiền sư họ hỏi mình á thì họ đưa ra hình ảnh á thì mình bám theo cái hình ảnh đó. Ví dụ như thầy hỏi có quý vị có biết cái thuyền đó hay không,
Quý vị có biết cái học đo là cái gì hay không? Thì rõ ràng chúng ta suy nghĩ ở cái đó là cái gì ta? Là có nghĩa rằng là quý vị bỏ thầy, quý vị đi theo ý tưởng suy nghĩ rồi. Có phải không? Thì thiền sư cũng như vậy. Thiền sư họ họ gài mình như vậy. Họ họ đo lường cái độ trưởng thành của mình, họ hỏi một câu, họ đưa ra một hình ảnh, rồi họ bắt bẻ mình để thử mình có thật sự an trú ngay bây giờ với thiền sư hay là mình chạy theo cái hình ảnh mà thiền sư nói. Ví dụ như bây giờ thầy nói nhá, ví dụ ơi, quý vị ơi, bây giờ mình đi Ấn Độ nghe, Ấn Độ đẹp lắm. Thì bây giờ đại chúng nghe cái gì? Quý vị có đang có mặt với thầy hay là quý vị đang nghe một câu ở Ấn Độ là quý vị phóng tâm về Ấn Độ liền. Hiểu không? Quý vị hiểu không? Cho nên thiền sư đưa ra một hình ảnh. Nhiều khi chúng ta không có mặt với thiền sư ở đó. Chúng ta không có ngồi với thiền sư, với thầy, mà quý vị bám theo hình ảnh của thầy nói. Cho nên cái chuyện này nguy hiểm. Cho nên thiền sư thứ thiệt, khinh hỷ ngài nói chứ, cần gì thuyền. Tức là ý nói là ngài đâu có cần đem cái hình ảnh đó ra làm gì, dụ con làm gì. Là con là thứ thiệt rồi, cho nên con đâu cần đó. Ngài đừng có làm vậy, con có mặt với thầy một cách trọn vẹn. Còn hai vị kia thì ú ớ chuẩn bị trả lời thì bị quạt liền. Còn vị này đưa ra một hình ảnh, cái ngài nói không, con đâu cần mấy cái hình ảnh đó. Con có mặt trọn vẹn với thầy đây, có nghĩa là con đang an trú trong cái trạng thái thiền tập. Có mặt với thầy. Quý vị có hiểu câu chuyện chưa? Rất là hay ha, rất là dễ thương. Rồi cái gì nữa? Rồi sư phụ mắng một câu, cái thằng ranh mảnh này, mày đừng có ồn ào. Có nghĩa rằng là bị quê rồi đó. Tức có nghĩa rằng là bị đệ tử nó bắt mẻ, nó bắt bắt tẩy được mình rồi. Thì nói một câu mà vừa mắng mà mắng yêu. Rất là ưng ý trong bụng, nó mày thiệt là cái đồ. Nhưng mà thật ra rất là yêu, rất là thương đệ tử. Tại vì có một người hiểu mình, nói nó một câu tự nhiên có người hiểu được mình, lòng mình sung sướng vô cùng. Cho nên là mắng một câu, cái thằng ranh mảnh biết cái gì. À, nhưng mà đệ tử làm sao, rất là dễ thương, đệ tử cũng rất là bình dị, không có phản ứng gì cả, chắp tay cảm ơn thầy rất nhẹ nhàng. Cho nên tình thầy trò quý vị thấy nó đầm ấm. Cho nên ngài nói là mày ngươi ngươi giải thoát bên này nhưng mà còn việc bên kia thì cũng chưa chắc thì thấy được đâu. Thì thiền sư mới nói là ô, cái chuyện đó là chuyện khác, cái chuyện đó là cái chuyện khác, chuyện bây giờ là con đang có mặt với thầy. Còn cái chuyện mà bờ bên này bờ bên kia đó là chuyện khác, nó không có dính gì chuyện thầy trò mình đang an trú trong thiền tập ấy. Cho nên những cái lý thuyết, những cái phương tiện giống như thiền bè, nó là phương tiện thôi, không có dính gì tới cái chuyện mình đang an trú trong hiện pháp, trong niết bàn giữa thầy trò mình ở đây. Cho nên thầy đừng có đem cái chuyện thuyền bè ra đây ngài dụ con làm cái gì. Rất là dứt khoát, rất là bén nhạy. Chứ còn không mình gặp hòa thượng cái mình cúng giò, mình run mình cúng giò. Tại sao? Tại mình sợ làm điều này nói đầu kia nó có lỗi với hòa thượng. Nhưng mà ngài sống rất là chân thật, rất là thật, nhìn thẳng vào sự việc. Đó là cách của các vị thiền sư. Rồi vị thiền sư mới hỏi, buông thả sào trăm thước, lao đầu một mình đi. Đây là một cái công án. Đây là một cái công án, thưa đại chúng. Công án này nó nằm trong bài kệ của thiền sư Cảnh Sầm. Thì đưa ra một cái công án, tức là cái đây là một cách dạy thôi. Đưa ra một hình ảnh, đưa ra một công án, rồi là buông bỏ sào trăm thước, lao đầu một mình đi. Tức là trong một cái bài thơ của thiền sư Cảnh Sầm, ngài nói như thế này: Bách trượng can đầu bất động nhân, tuy nhiên đắc nhập vị vi vi chân. Bách trượng can đầu tu tiến bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Là như vậy, tức là trăm trượng đầu sào kẻ đứng im, dẫu cho vào được chữa là chân. Trăm trượng dầu sào đầu sào thêm bước nữa, mười phương thế giới hiện toàn thân. Đây là một cái hình ảnh được trích ra trong cái bài kệ này. Do vậy thưa đại chúng, một lần nữa chúng ta thấy cái cách mà các vị thiền sư dạy nhau, ý nghĩa là sao? Tức là nói cái chuyện
nói cái chuyện đem ra một hình ảnh, đem ra một bài thơ của một vị thiền sư nào đó, rồi học trò trả lời sao không nguy hiểm, không có nguy hiểm gì hết, tức là thầy à thầy à thầy đừng có dụ con nữa, cái chuyện này không có gì ghê gớm hết, tại vì ngài an trú trong cái trạng thái thiền định rất là vững chãi, an trú trong hiện tại, sự có mặt trọn vẹn với thầy tổ của mình. Cho nên thầy tổ của mình đem văn chương ra, đem hình ảnh ra nói cho mình thì mình vẫn cười cười, mình ồ con cảm ơn thầy, nhưng mà con đang thở rất là bình an, an trú trong hiện tại rất là vững chãi và thảnh thơi. Do vậy cho nên là ngài nói gì nói con không có dụ được con đâu. Đó là như vậy. Rất là dễ thương. Thì thiền sư mới nói là buông đi tức khắc. Đó là cách thầy trò nói với nhau để thử mình có thật sự an trú thôi hay không, cái an trú hay không, đó là cái điều mà chúng ta phải học. Do vậy đây là những cái mẫu đối thoại để chúng ta biết được cái bản chất của sự sống đó, đó là sự có mặt. Cái sự sống này nó đang dàn trải sự có mặt. Có khi chúng ta sống bằng những hình ảnh trong đầu, bằng những ký ức, bằng những ý niệm và bằng những cái kỷ niệm ở thời quá khứ. Cho nên ví dụ trong thiền sư đưa ra một hình ảnh của một vị thiền sư, đưa ra một câu thơ của một vị thiền sư nào đó trong quá khứ, nói ra bây giờ. Nhưng mà nói ra bây giờ thì nếu mà chúng ta tu giỏi thì chúng ta an trú trong bây giờ. Chúng ta vẫn nghe bài thơ, vẫn thưởng thức cái nét đẹp của bài thơ, nhưng mà chúng ta không đánh chìm mình vào trong cái bài thơ. Chúng ta không có đánh mất mình, thả mình đi về quá khứ. Quý vị có hiểu không? Đó là cái cách dạy của ngày xưa là như vậy. Rồi sau đó thì các vị vua cử làm tăng thống, cử làm tăng lục, rồi làm tăng thống. Rồi cuối cùng thì ngài ngài dạy một bài thơ cuối đời, đó là bài thơ Thị Tịch, bài kệ Thị Tịch ha. Bài thơ cuối cùng, bài học cuối cùng đó là kệ Thị Tịch. Thì trong cái kệ Thị Tịch á thì quý vị học cái gì, chúng ta học được cái điều gì? Nhọc đời thôi hỏi sắc cùng không, tức là ngài ngài hỏi, đây là ngài đáp lại một cái câu trả lời bằng một bài một trả lời câu hỏi của vị thiền sư tên là Pháp Dung, tức là rõ được sắc không rồi ấy, thì là phàm hay thánh. Sắc không, sắc tức là cái hình sắc, không tức là cái bản chất duyên sinh, tức là sự có mặt trong cuộc đời này và cái sự liên hệ với cái chuyện những cái nhân duyên nó tạo thành cái bản chất của sự sống này nè. Nếu mà chúng ta thấu rõ thì như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là thấu rõ được sắc không đó thì sắc này nó là phàm hay là thánh. Quý vị hiểu cái câu hỏi không? Thì cái thân mình là sắc, sắc thân mình đây nè. Một khi mà mình hiểu được cái chuyện sắc chuyện không á, chuyện không này là vô ngã đó, chúng ta đã học rồi rất là nhiều lần. Không có nghĩa là nó trống rỗng, không có một cái nào là cái duy nhất. Chữ không á là như vậy. Cho nên cái sự hình thành mọi hiện tượng trong cuộc đời này nó dựa trên nền tảng của cái sự duyên sinh và tương thức. Thì hiểu như vậy rồi á, tức có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thấu được cái chuyện sắc không rồi á, thì cái sắc không này nè, cái sắc này là phàm hay là thánh, thì ngài trả một lời, trả một bài thơ: nhọc đời thôi hỏi sắc cùng không, học đạo chẳng qua phỏng tổ tông. Chứ nghĩ rằng là cuộc đời này mình học tập chẳng qua là mình bắt chước thôi, có khi mình nghĩ là mình, nhưng thật ra mình đang bắt chước, có phải không? Ai bày mình là cái chuyện lớn lên là phải có gia đình? Ai bày? Nói thầy nghe. Ai bày mình? Chẳng qua mình bắt chước. Có phải không?
ta lớn lên giữa cuộc đời này, tự nhiên rồi tới cái tuổi 18, 19, 20 tuổi, cái tự nhiên cái ta muốn có chồng, cái tự nhiên ta muốn có vợ. Ai dạy mình điều này? Có phải không? Do vậy cho nên cuộc đời này lại như vậy. Ai dạy mình? Mình học hỏi, chẳng qua là mình bắt chước. Ban đầu là mình bắt chước. Tổ ngồi thiền, mình cũng ngồi thiền theo. Tại vì mình học là học theo cái nề nếp. Cho nên văn hóa là một cái nề nếp, một cái nếp mà mình học theo. Cho nên là học đạo chẳng qua là mình đi theo các vị tổ, ban đầu là như vậy. Thiên ngoại tìm tâm không định thể. Cho nên là đi tìm cái tâm của mình thì rõ ràng là mình không thể nào định được cái bản chất của cái tâm của mình là cái gì, nó nằm ở đâu. Nhân gian trồng quế há thành rừng. Có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta làm được cái việc đó đó, nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta có thể đi tìm được cái tâm của mình dễ dàng như vậy đó, thì cái chuyện mà trồng quế đó nó thành rừng rồi. Tại quế là một cái món rất là quý ngày xưa. Không, bây giờ thì người ta trồng đại trà, chứ ngày xưa là ở trong rừng đi tìm quế, tìm trầm là rất là khó. Cho nên là ngài nói rằng là nhân gian trồng quế há thành rừng. Mà nếu mà cái chuyện tu tập mà nó dễ dàng như vậy, cái chuyện mà tìm tâm mình đó nó dễ dàng á, thì rõ ràng là cái tâm của mình nó biến chuyển rất là linh động và nhanh. Cho nên nếu mà chúng ta không có định thì chúng ta không thể nào mà định cái tâm mình lại được. Mà nếu mà nó dễ dàng như vậy thì người ta đã trồng quế nó thành rừng rồi, người ta trồng trầm nó thành rừng rồi. Đây là hình ảnh được đưa ra để nói rằng cái chuyện mà tìm cái tâm của mình nó nằm ở đâu khó lắm. Mà nếu mà chúng ta không an trú được trong cái định, trong cái thiền tập á, thì khó mà chúng ta duy trì được cái sự định tâm của mình. Càn khôn gom lại đầu sợi tóc, nhật nguyệt nằm trong hạt cải mọng. Có nghĩa rằng là càn khôn, cái câu này là nguyên văn, nó là càn khôn tận thụy mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Tức là đất trời đó, càn khôn tức là đất trời đó, nó nằm trong đầu sợi tóc, tức là cái thiệt là lớn nó nằm trong cái rất là nhỏ. Tức là càn khôn là gì? Trời đất. Trời đất nó nằm trong cái cọng tóc của mình đấy. Tại sao vậy? Tại vì bản chất của trời đất nó giống cái bản chất trong sợi tóc của mình. Quý vị hiểu không? Có nghĩa rằng là đất nước gió lửa ở trong này nó giống như đất nước ở ngoài kia, gió lửa ngoài kia. Do vậy chúng ta không có sợ chết. Đất nước gió lửa ở trong này nó y như ở ngoài kia. Khi ta rã xác thân này thì đất nước gió lửa này nó sẽ về với đất nước gió lửa ở ngoài kia. Thế thì tại sao phải sợ chết? Tại sao phải lo lắng? Tại sao phải làm di chúc? Tại sao phải sắp xếp đầu này, sắp xếp đầu kia? Nó vô cùng là sợ hãi. Khi chúng ta chết, chúng ta biết sẽ đi về đâu. Ta thấy đất nước gió lửa ở ngoài kia cũng giống ông này, trong này cũng giống ngày kia. Cho nên cái bản chất, những cái chất liệu làm ra cái sợi tóc này, nó cũng có một cái chất giống như là các cái chất ở ngoài vũ trụ kia. Cho nên người ta nói là đất nước càn khôn, tức là trời đất này gom lại trong đầu sợi tóc. Trong cái nhỏ này nó có cái tất cả, và cái tất cả này nó chứa đựng cái nhỏ, là tại vì nó cùng một bản chất. Giống như một 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 giọt nước đó, một giọt nước nó có cùng một bản chất với cả một đại dương, có phải không? Cho nên là nước ở đại dương và một giọt nước mắt của mình nó giống nhau, nó cùng một bản thể là như vậy. Cho nên chỉ cần chúng ta hòa mình vào đại dương thì chúng ta trở thành đại dương, tại vì chúng ta cùng một chất. Cho nên cái câu rất là hay, càn khôn tận thụy mao đầu thượng, tức là trời đất này nó nằm ở trong sợi tóc của mình đó. Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, tức là cái mặt trời mặt trăng nó nằm trong cái hạt cải. Cái sức nóng là mặt trời,
và những cái chất liệu sương gió ban đêm, ngày và đêm, nhật nguyệt tức là ngày và đêm, nó làm ra một cái hạt cải. Và rõ ràng là cái chất liệu, cái sức nóng của mặt trời nó làm sự hạt hạt cải nó trưởng thành. Do vậy cho nên cái chất làm trong hạt cải nó cũng giống như là chất của mặt trời, sức nóng của mặt trời và mặt trăng. Ý muốn nói là gì? Cái ở bên ngoài kia và cái trong này nó đều một bản chất là như vậy. Và ánh nắng mặt trời ngoài kia nó sẽ là ánh nắng trong từng hạt cải. Ý muốn nói cho chúng ta biết rằng ta có trong tất cả, và cái tất cả kia nó có trong ta là do vì ta và cái tất cả kia nó đều cùng một bản chất. Sức nóng trong người mình cũng giống như sức nóng của mặt trời thôi. Do vậy cho nên khi mà chúng ta chết đi thì sức nóng trong hơi thở của mình, trong cơ thể của mình nó sẽ hòa vào đại dương, nó hòa vào thiên hà và vũ trụ. Cho nên là một người tu người ta thấy vượt thoát ra ngoài những cái chuyện sắc không. Thì nếu mà thấy như vậy được rồi đó thì cái chuyện phàm chuyện thánh nó đâu có liên quan gì nữa. Cho nên những câu hỏi có cái tính cách là thách đố, nó không ý nghĩa gì nữa đối với vị thiền sư. Cho nên cái chuyện mà nhỏ chuyện to tức là nhị nguyên, vượt thoát nhị nguyên ha, vượt thoát nhị nguyên. Cái chuyện nhỏ chuyện to, cái chuyện lên chuyện xuống, chuyện thấp chuyện cao, chuyện phàm chuyện thánh, cái chuyện đó là cái chuyện cãi lộn thôi chứ không có giúp ích gì hết. Và các vị thiền sư nói với mình như vậy. Tại vì nó cùng một bản chất. Thánh nó cũng là ở đây, mà phàm nó cũng là ở cái xác thân này. Phật Thích Ca cũng nằm trong cái thân xác thân đó, cũng là cái thịt này, cũng là máu con người này. Rồi rồi cái con người độc ác nhất giống như là Angulimala cũng là làm bằng một chất liệu, đó là thịt của một người Ấn Độ. Thế thì phàm thánh nó nằm ở đâu? Cho nên chúng ta rơi vào cái chuyện nhị nguyên, có nghĩa là chúng ta nhiều khi chúng ta phân biệt nhưng mà bản chất nó giống nhau. Do vậy cho nên cái lớn cái nhỏ giống nhau. Đây là cái tư tưởng kinh Hoa Nghiêm rất nổi tiếng. Do vậy cho nên sư đại chúng đọc lại từng câu này cho nó kỹ, và chúng ta sẽ thưởng thức được cái nội hàm văn học, chứ không phải các vị thiền sư nói một bài kệ xong rồi giống như nói một bài thở trăn trối rồi cái rồi cái người ta mất đi, người ta chết đi, cả một đời người ta nói để cho mình những cái bài kệ này, cả một công trình tư tưởng. Tóm lại thưa đại chúng, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và tuần sau chúng ta học tiếp. Thì qua cái bài học của Thiền sư Khánh Hỷ, thưa đại chúng, cái điều quan trọng nhất mà và chúng ta học ngay từ đầu, thiền là gì? Là cái khả năng nhận biết cái gì nó đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Cho nên các vị thiền sư, mình tới mình hỏi thưa thầy thiền là gì? Thì thiền sư nếu lúc đó ngài uống trà thì ngài nâng ly trà lên, uống trà đi. Nếu mà thiền sư lúc đó mà ngài đang rửa chén á, thì ngài nói rửa chén đi. Mà nếu mà thiền sư lúc đó ngài đi bộ, ngài nói đi bộ đi. Hoặc là thiền sư lúc đó gặp cái gì thì ngài nói cái đó. Ngài gặp một cây tùng trước sân thì ngài nói ô, đấy là một cây tùng. Vân vân, đó là cách của các vị thiền sư. Cho nên là diễn bày nó khó quá, cho nên ngài chỉ thẳng thực tại. Cho nên thiền sư hai thầy trò đang đi thấy người ta đang lên đồng lên bóng thì người đó 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 thiền là vậy đó, có nghĩa là thiền là năng lực nhận biết nó đang lên đồng đó. Nhưng mà chúng ta nhầm lẫn, nhiều khi chúng ta hiểu ô sao ông sư phụ mình nói là thiền là lên đồng, chúng ta hiểu như vậy nhưng không phải ý người muốn nói rằng là năng lực nhận biết cái gì nó đang diễn ra ta đó là thiền tập. Cho nên hiểu được điều này thì đời ta nó đỡ khổ lắm thưa đại chúng. Nên từ nay về sau mỗi việc nó xảy ra thì chúng ta đừng có để cho cảm thọ nó chi phối mình thích hay không thích, mà chúng ta hãy dừng lại, chậm lại một chút để chúng ta có cái thì giờ để chúng ta
nhìn ngắm hơn là chúng ta phản ứng liền, giống như trái banh nó dội vô tường rồi nó dội ngược ra liền. Nhiều khi chúng ta tiếp nhận rồi để đó chiêm nghiệm đã, rồi chúng ta hãy hãy từ từ ta ta mới cho ra một câu trả lời, chứ chúng ta đừng có vội vàng kết luận rồi chúng ta đánh mất đi rất nhiều cơ hội tạo dựng niềm vui. Tại vì mình sống là mình có niềm vui. Cho nên thiền tập và một đời tu là tạo ra sự bình an và niềm vui. Cho nên càng tu mà càng tạo ra rất nhiều xung lực, tạo ra rất là nhiều những cái rắc rối, thì không thể nào là vô sự được. Tại vì bản chất vô sự là bản chất gì? Là bản chất không có kiếm chuyện. Đừng có kiếm chuyện nữa. Ta kiếm chuyện cho đời rồi, ta kiếm chuyện ta kiếm chuyện nhân gian thì kiếm chuyện mình. Cho nên hãy càng sống ta càng bớt kiếm chuyện thì đó là vô sự. Hiểu như vậy cho nó dễ dàng, đời ta nó nhẹ thênh thang như như mây. Đó là cái việc mà chúng ta phải học. Thưa đại chúng, chúng ta ngừng lại ở đây và hẹn đại chúng gặp nhau tuần sau chúng ta học tiếp. Đây là vị thiền sư rất nổi tiếng, và xin đại chúng đọc lại cái tác phẩm mà tiểu sử của vị thiền sư này để cho cái sự học hỏi nó càng sâu sắc hơn. Và quý vị nếu có câu hỏi nào đó thì xin đại chúng cứ gửi cho thầy, thầy sẽ cố gắng yểm trợ cho đại chúng bằng cái khả năng của mình. Và xin đại chúng lắng lòng nghe 3 tiếng chuông và chúng ta trở về với hơi thở của mình, thưởng thức hơi thở của mình, và chúng ta ngưng ở đây. Thở vào, con thấy chư tổ đang có mặt trong con. Thở ra, con mỉm cười với chư tổ. Cảm ơn đại chúng nhiều lắm. Chúc đại chúng ngủ ngon, chúc đại chúng ở Việt Nam có một ngày bình an, nhiều sức khỏe. Rồi, chúng ta dừng lại ở đây. Hẹn gặp quý vị vào thứ 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 bảy tuần sau. Thứ sáu tuần sau.